Rồi cùng cô làm câu số 4 này nè. Mỗi sinh viên bao gồm mã sinh viên, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, điểm trung bình. Viết chương trình quản lý sinh viên gồm các bước sau đây, gồm các chức năng sau đây. Nhập danh sách sinh viên từ bàn phím. Ghi danh sách sinh viên vào file sinh viên một dạng văn bản. Ghi vào file SV2 dạng nhị phân. Đọc file SV1 văn bản hiển thị ra màn hình. Đọc file SV2 dạng nhị phân và hiển thị danh sách ra màn hình. Vậy thì đầu tiên là mình khai báo một kiểu dữ liệu tên là sinh viên, gồm có mã họ tên, ngày tháng năm sinh, thì mình tạo một cái cấu trúc DEF và mình gọi cấu trúc lồng nhau nhé. Rồi giới tính, điểm trung bình. Cô thấy giới tính đây không làm gì hết, cho nên họ tên, ngày tháng năm sinh, điểm trung bình thôi, khỏi giới tính cho nó mất công nha. Cô đặt tên hai chương trình là quản lý sinh viên câu 4. Cô định nghĩa một kiểu dữ liệu sinh viên trách, và cô dùng C cộng cộng cho nên không cần thay dép. Kiểu dữ liệu là sinh viên gồm có các thành phần sau đây: mã họ tên đều là chuỗi cho nên character, mã tối đa 10 ký tự, họ tên tối đa 20 ký tự, và điểm trung bình số thực. Điểm trung bình là số thực. Rồi ba thành phần thôi cho nó nhanh. Rồi bây giờ viết chương trình, nhớ người ta yêu cầu là viết chương trình nhập danh sách sinh viên từ bàn phím, thì mình nên viết hàm, viết cái hàm nhập danh sách sinh viên riêng. Mà muốn viết hàm nhập thì cô viết y như đề thi, nhập danh sách sinh viên từ bàn phím. Danh sách sinh viên từ bàn phím thì mình phải biết có bao nhiêu sinh viên, và mình phải dùng một cái mảng một chiều để mình lưu danh sách sinh viên đó, đúng không? Vậy ở trong đây cô sẽ khai báo một số nguyên để chứa số sinh viên. Cô khai báo một cái mảng một chiều tối đa 100 phần tử, mỗi phần tử là một sinh viên. Rồi bên này cô viết hàm, cô viết hàm mà không muốn tách cái hàm nhập một sinh viên riêng thì viết chung luôn. Hé, hôm nay mình tách riêng nhập một sinh viên, sau này mình viết hàm nhập danh sách sinh viên thì mình dùng vòng lặp for từ 0 đến n trừ 1, và cứ mỗi cái y bằng bao nhiêu đó thì mình gọi hàm nhập một sinh viên nhập cho ai. Thế bây giờ cô gom chung voi nhập danh sách sinh viên. Ở đây truyền tham số đầu vào SV A bảng một chiều n phần tử. Vậy thì ở đây mình phải nhập vô n bằng bao nhiêu chứ, đúng không? Nhập n bằng bao nhiêu? Nhập số lượng sinh viên. Scan F nhập vô từ bàn phím. Số lượng sinh viên là số nguyên phần trăm D, nhập vào địa chỉ của N. Rồi nhập N đây. Vậy thì mình truyền N vô lên đây rồi, có rồi. Bây giờ mình nhập vô từng cái AI. Dùng vòng lặp for in y từ 0 cho đến y nhỏ hơn n rồi y cộng cộng. Với mỗi cái y á thì mình nhập dữ liệu, có ngày tháng năm sinh nữa. Vậy thì có ngày tháng năm sinh, cô định nghĩa một kiểu dữ liệu trích ở trên cái sinh viên nha. Gồm có ngày tháng năm đều là số nguyên đi cho nó tiện. Đây, mình chia đều là số nguyên. Bây giờ
mã họ tên, ngày sinh, kiểu dữ liệu DES, ngày sinh. Cái này là cấu trúc lồng nhau. Trong cấu trúc sinh viên có cấu trúc DES ha, và nó là C cộng cộng, cho nên mình không cần tay dép, chứ không phải là mình phải tay dép, chứ không phải mình khai báo. Muốn khai báo này trong C thì các bạn phải stretch như thế này ha. Nhưng do nó là C cộng cộng cho nên không cần cái này. Rồi. Rồi. Bây giờ với y bằng 0 thì cô nhắc trên màn hình để biết. Nhắc trên màn hình. Xuống dòng đi. Xẹt T. Nhập SV thứ phần trăm đi. Rồi. Nếu mà y bằng 0 thì nó sẽ hiện lên nhập sinh viên thứ 0. Nếu mình không muốn vậy thì chỗ này y cộng 1 để nó hiện lên màn hình dễ nhìn. Chứ thực ra chỉ số của mảng dùng bắt đầu từ 0. Không bỏ phần tử đầu tiên nha. Hiện lên màn hình để dễ nhìn thôi. Và nhập sinh viên thứ 0 thì đầu tiên mình nhập cho mã cũng nhắc trên màn hình. Rename mã. Rồi mã thì không có khoảng trắng cho nên scanf được, dùng scanf. Phần trăm s vào địa chỉ của mình y bằng 0 đăng nhập cho a 0 tổng quát đăng nhập cho AI, có nghĩa là địa chỉ của AI chấm mã. Thực ra thì cái chuỗi đó, chỗ này mình không cần địa chỉ cũng được. Tại sao? Tại vì chuỗi là mảng một chiều, mà mảng một chiều thì tên mảng là địa chỉ phần tử đầu tiên của mảng. Nhưng để cho nó đỡ quên, scanf thì phải có địa chỉ ha. Rồi. Rồi đó là mã. Rồi bây giờ đến họ tên. Cũng tương tự như vậy, nhưng phải xóa vùng điểm bàn phím trước. Rồi đến họ tên thì printname để người ta biết là người ta sẽ nhập cho họ tên. Họ tên á, thì nó có khoảng trắng, có thể có khoảng trắng, cho nên cô dùng scanf được không? Không, mà phải dùng get s phần không có phần trăm. Nhập vào đâu? Nhập vào ai chấm họ tên. Mình đang nhập cho từng cái ai mà, tại mình không gọi, không viết cái hàm nhập một sinh viên, cho nên phải nhập cho từng AI. Họ tên xong rồi, bây giờ nhập ngày tháng năm thì printf ngày tháng năm sinh, dùng scanf nhập dùng lượt luôn. Phần trăm D cho ngày, phần trăm D cho tháng, phần trăm D cho năm. Rồi vào địa chỉ của, địa chỉ của gì? AI, địa chỉ của AI chấm ngày sinh chấm đây, cấu trúc lồng nhau ha. Thành phần của cấu trúc này có một cấu trúc khác gọi là cấu trúc lồng nhau. Rồi vào địa chỉ của AI chấm mình chấm ngày sinh chấm mình. Rồi địa chỉ của AI chấm ngày sinh chấm year.
nhập ngày tháng năm sinh. Bây giờ đến điểm trung bình RENIEF. Điểm trung bình thì SCANF, phần trăm F, địa chỉ của AI chấm điểm trung bình. Rồi cô đã biết hàm nhập danh sách sinh viên. Nhập danh sách sinh viên. Rồi, có cần coi thử coi trúng không nha. Chạy thử. Một nè. Gọi chứ. Gọi hàm nhập danh sách sinh viên. Rồi, chạy thử một sinh viên thôi. Tại vì mình cứ phải gõ hoài nếu. Rồi, mã. Họ tên. Rồi, ngày tháng năm sinh. Cách nhau bằng khoảng trắng. Điểm trung bình. Rồi, vậy thì cái hàm nhập danh sách sinh viên. Được rồi. Nha. Bây giờ thì nhập danh sách sinh viên nó chứa trong cái biến này nè. Cô viết cái hàm ghi vào file S1. Void ghi vào file S1 là file văn bản. Void ghi văn bản. Lấy dữ liệu từ đâu? Từ cái biến SV mãn một chiều n phần tử, mỗi phần tử là một sinh viên. Mở file. Bằng F open. Mở file nào. SV1 không có phần mở rộng. Rồi mở để làm gì? Để ghi. Write. Ghi dạng văn bản. Test. Nếu mở không được, nếu F vẫn còn bằng null thì báo ra màn hình. Rồi kết thúc return. Rồi nếu mở được thì đóng lại đi để hồi quên. Close F. Ghi văn bản thì mình ghi số phần tử. Ghi số phần tử. F RENIEF. Ghi vào file nào. File F. Ghi cái gì? Số nguyên. Phần trăm D. Sau này xuống dòng. Xẹt N. Xuống dòng. Ghi cái gì? Ghi cái N. Ha. Ghi file văn bản thì đầu tiên mình ghi số, mình ghi cái số phần tử trước. Rồi bây giờ mình mới dùng dòng lặp for. Mình đã có cái mảng SV cho nên in y từ 0 cho đến y nhỏ hơn n rồi y cộng cộng. Với mỗi cái y đó thì mình F RENIEF. F RENIEF xuất vào file F. Xuất cái gì? Đầu tiên là cái mã phần trăm S. Xong rồi xẹt T. Rồi phần trăm S xẹt T. Bây giờ đến ngày tháng năm sinh. Mã họ tên. Xong rồi bây giờ đến ngày sinh. Ngày sinh thì phần trăm 02D cho ngày. Xẹt
phần trăm không hai đi cho tháng xẹt phần trăm không bốn đi cho năm rồi xẹt đi điểm trung bình là phần trăm 6.2 FI. Rồi mình có mấy cái đó xong rồi bây giờ mới đưa vô các biến nè. AI chấm mã rồi AI chấm họ tên rồi AI chấm mã họ tên này đến ngày sinh AI chấm ngày sinh chấm đây AI chấm ngày sinh chấm minh rồi AI chấm ngày sinh chấm year cấu trúc lồng nhau rồi đến AI chấm ngày sinh chấm điểm trung bình rồi rồi xuống dòng cứ mỗi một dòng dữ liệu vậy thì xẹt n xuống dòng ở cuối dòng đó là ghi file văn bản. Bây giờ ghi file dị phân void. Cũng truyền cái tham số đầu vào vô mới có số liệu để ghi. Mãn một chiều n phần tử, mỗi phần tử là một sinh viên. Cô cũng làm cái thủ tục mở file. Mở file SV2 và ghi dạng dị phân B binary. Mở được rồi thì nhớ đóng lại. F. Rồi bây giờ trước khi đóng lại thì for nếu không, nếu bây giờ mình muốn ghi một lần n mẫu tin thì chỉ cần một dòng lệnh thôi. F right. Rồi A mãn một chiều A rồi size up mỗi lần vậy một kích thước kiểu dữ liệu sinh viên rồi N mẫu tin vào file F rep. Nếu mà mình nhập nguyên cái mảng này vào thì chỉ cần một dòng lệnh vậy thôi ha. Còn nếu mình không dùng dòng lệnh này thì mình nói làm sao? Dùng dòng lập hen ha. Vậy thì hoặc là cái này hoặc là nhập từng dòng nè. For in y từ 0 đến y nhỏ hơn n rồi y tổng cộng. Với mỗi cái này thì f right right địa chỉ của AI nghe. Rồi sign up của SV rồi một thôi tại mỗi lần mình làm một mẫu tin mà vào file F nè hoặc là một dòng lệnh này không cần dòng lập hoặc là
Dòng là for mỗi lần lưu vô một mẫu tin. Chỗ này một mẫu tin. Y bằng 0 thì lưu A0 vô file dị phân. Y bằng 1 lưu A1 vô file dị phân. Ở cái này thì là một lúc n mẫu tin luôn. Hai này là chọn một mà thôi. Nha. Phải không? Rồi bây giờ nhập danh sách sinh viên. Xong rồi ghi văn bản. Nhập vô cái mảng xong rồi mới ghi. Lấy dữ liệu từ mảng A, n phần tử ghi vô. Ghi văn bản, ghi dị phân cũng vậy. Lấy dữ liệu từ mảng A, n rồi mới ghi vô. Rồi chạy thử. Đếm điểm trung bình đến à, này đâu có năm sinh ngày sinh hết. Rồi chạy gì f green f thiếu chữ tờ. Rồi nhập số lượng sinh viên, ví dụ 3 sinh viên thứ nhất, họ tên, rồi ngày tháng năm sinh, điểm trung bình. Sinh viên số 2, rồi sinh viên thứ 3, ngày tháng tên. Ngày tháng năm sinh. Điểm trung bình. Rồi. Coi thử coi có hai cái file SV1 và SV2 không? Rồi có hai file SV1 và SV2 trong cùng thư mục với chương trình. SV1 là file văn bản, cô có thể dùng notepad cô mở ra đọc được nè, thấy ha, nè chỗ này nè, đó tên thuộc ra thuộc vô nha. Còn SV2 là file dị phân, mình dùng notepad mở ra đọc không có được, mở ra không đọc được. Vậy cho nên bây giờ mới viết hàm. Viết hàm gì? Đọc file SV1 dạng văn bản và hiển thị danh sách sinh viên ra màn hình. Để đọc file văn bản thì mình đọc hiển thị ra màn hình được thôi. Còn bây giờ mình đọc vô biến không có được. Tại sao? Tại vì cái họ tên á, nó có khoảng trắng. Không được. Hồi nãy là cô mã cũng không có khoảng trắng, lớp cũng không có khoảng trắng, thì cô đọc cô chứa vào những cái biến được. Còn bây giờ cô đọc không được hết, cho nên cô chỉ xuất ra màn hình thôi, đọc và xuất ra màn hình. Vậy viết cái hàm này cô, này cô làm hai cái thử coi nó sao ha. Quên bỏ một cái, có thể là nó trùng hai cái luôn ha, sáu người phải không? Thử nha. Bây giờ cô viết đọc file dị phân trước đi ha. Rồi đọc dị phân không cần tham số đầu vào đúng không? Rồi cũng thủ tục mở file. SV2 và mở ra để đọc read dị phân. Rồi mở đọc, mở được rồi thì nhớ đóng lại.
F close, F. Rồi, trong khi cái hàm F, E, O, F của cái pha F đó mà nó vẫn còn bằng không, có nghĩa là phủ định của nó là đúng. Thế chưa hết tập tin thì cô khai báo một cái biến tạm, kiểu dữ liệu là sinh viên. Cô mới nói nếu cái hàm F-RIC đọc cái gì? Đọc chứa vào biến tạm. Mỗi lần đọc một cái kích thước size of, kích thước tạm cũng được nha, kích thước của cái tạm đó. Rồi rồi kích thước của cái tạm này nè, FSF nó trả về cha sao, nghĩa là trả về một cái chuỗi, phải không? Thì cô in chuỗi đó ra luôn. Cô nó hàm này nè, nó trả về cái chuỗi và cô in nó ra luôn. Print. In cái chuỗi thì định dạng là phần trăm S. Cái chuỗi mà hàm SSS đó trả về. Ha. Thì nè, nó ra null. Như này nè, hết rồi, nó in ra chữ null. Cô muốn có chữ null thế này. Nghe. Cô không muốn có chữ null thế này thì cô mới không in ra chỗ này, mà chỗ này cô chỉ gọi cái hàm SSS thôi. Và nó chạy xong, nó nếu mà được đó thì nó sẽ lưu vào cái chuỗi CH này. Cô mới nói nếu CH mà khác null thì mới in ra ha. Nếu CH mà khác null thì mới in ra, khi đó nó sẽ in cái dòng cuối cùng hai lần. Tại sao? Tại vì cái cuối cùng thì CH nó đọc dòng cuối rồi, chỗ này nó đọc không thành công, nhưng CH vẫn bằng các null cho nó in ra tiếp. Cô mới gán nè, cô khai báo một cái biến chuỗi tối đa 249 ký tự, mà cô cho mới đầu mới cho nó là null, có gì trong đây hết thì nó sẽ hết cái dòng cuối, nó lặp lại hai lần ha. FLF nó trả về không, có nghĩa là tập tin vẫn còn chưa hết, cho nên chỗ này mình có thể, nếu mà không phủ định, dấu thay là phủ định. Nếu không phủ định thì mình đặt điều kiện nè, bằng bằng không, có nghĩa là chưa hết tập tin thì đọc hoài. Đặt điều kiện như thế này, hoặc không có bằng bằng không thì bản thân cái này là không, phủ định của nó sẽ khác không thì nó true. Nghe. Không là false, khác không là true thì đọc ra. Ha. Điều kiện như thế này cũng được, hoặc điều kiện là phủ định dấu than, phủ định của FLF, nghĩa là chưa hết tập tin. FLF là end of file, đã tận cùng tập tin rồi, phủ định của nó là chưa. Rồi vậy thì nó cũng ra vậy thôi. Rồi ví dụ như này, 6 lần là do cô ghi hai lần, một lần thì cô dùng mảng một chiều A. Mảng một chiều A này có bao nhiêu phần tử? 3 phần tử, phải không? Mỗi lần đọc một kích thước sinh viên và đọc n lần, n bằng 3, đúng không? Ghi n 3 lần, ghi 3 lần, ghi ở file F thì nó ghi 3 người này vô, ghi 3 người này vô. Cái này vậy, lại for y bằng 0 đến y nhỏ n, y cộng cộng. Với mỗi y
Ví dụ y bằng 0 thì cô Lưu A0. A0 là Nguyễn Thanh Long. Vào trong đó nữa, A1 là Lê Thị Lan. Vào trong đó nữa, A2 là Trần Thị Hương. Vào trong đó nữa, cho nên nó làm hai lần. Cho nên hoặc là dùng cái này không cần vòng lặp, hoặc là dùng vòng lặp cho từng mẫu tin nghe. Nhớ ngồi dưới theo dõi của cô thôi là trừ điểm. Rồi bây giờ đến nhập và ghi văn bản nhị phân luôn ha. Rồi bây giờ vậy thì mình phải khai báo ép văn bản đi. Ép nhị phân. Khai báo hai con thỏ kiểu file, một cái là ép văn bản, một cái ép nhị phân. Rồi ép văn bản bằng ép open. Ép open sinh viên chấm txt mở ra để ghi dạng văn bản. Rồi ép nhị phân bằng ép open rồi write nhị phân nghe, đúng không? Một cái là phần mở rộng là TT, tên thì giống nhau nhưng phần mở rộng khác nhau. Cái này văn bản, cái này nhị phân. Ghi dạng văn bản, ghi dạng nhị phân. Rồi, nếu nếu ép văn bản ép nhị phân thì rồi nếu hai cái đó là khác nun thì nhớ đóng lại. Rồi, mở được rồi thì mình khai báo một cái biến N. Mình mới hỏi muốn nhập bao nhiêu sinh viên. Nhập N vô. Và bây giờ mình mới dùng vòng lặp for in y bằng 0 cho đến y nhỏ hơn n rồi y cộng cộng. Cái này chỉ là đếm số lần lặp thôi nhé. Vậy nếu y bằng 1 thì nhỏ hơn hoặc bằng. Vậy thì ở đây mình có hàm nhập một sinh viên không? Không. Cho nên mình nhập khai báo một tạm biến tạm nhé. Xong rồi nhập một sinh viên
Rồi, mã thì vào tạm ha, chỗ này cũng tạm, chỗ này thế AI bằng tạm. Rồi bây giờ mới nhập xong cái tạm đó rồi thì mình mới lưu vào file văn bản, ghi cái mẫu tin đó vào văn bản thì ép printf. Ở trên này ghi vào file văn bản thì ép printf. Từ file F phần trăm D rồi xuống dòng N nên ghi cái N đầu tiên gọi là F lên F. Cái mà xuất ra nè, cái xuất ra đâu rồi, đây nhưng thay thế AI bằng tạm chỗ này nè. Rồi đó là ghi vào file văn bản. Bây giờ mới ghi vào file dị phân. Ghi vào dị phân thì F right. F right. Tạm, địa chỉ của tạm rồi sign up. Của SV một, mỗi lần một cái thôi phải không, rồi vào cái file nhị phân, chỗ này là file văn bản ha, làm cho đến 3 lần thôi. Ví dụ như mình nhập 3 sinh viên thì nó làm 3 lần. Xong rồi đóng lại. Làm mỗi lần một mẫu tin, mỗi lần một mẫu tin đi. Rồi vậy thì bây giờ cô gọi thử. Cô gọi hàm mới vừa viết là hàm nào? Nhập và ghi văn bản nhị phân. Không có đối số, nhập ghi văn bản nhị phân chạy thử F, F gì đây, print F văn bản. Rồi ví dụ 3
Rồi cô coi, nó có nhiều, nó có sinh viên chấm tt đây nhé, ba người và sinh viên chấm đáp ha. Bây giờ cô mới gọi hàm đọc hai cái file đó ra. À, nếu mà muốn đọc file này mình cũng gọi hàm đó, đọc file kia mình cũng gọi hàm khác, cùng một hàm mà mình đọc cho nhiều file thì làm sao? Truyền tham số đầu vào cho cái hàm đọc file ghi file, biết không? Biết không nè, cứ cái tên file này nè. Nhưng mà đó là ví dụ như mình muốn chạy nhiều cái tập tin, ví dụ như cái tập tin cái hàm đọc nhị phân, cô cứ phải vô đây cô sửa, phải không? Sửa cái tên file thì cô cho nó cái tham số đầu vào ở đây ha. Cái hàm đọc file nhị phân á, cô cho tham số đầu vào là tên file, thì chỗ này ép ô bên tên file nhị phân, dưới này khi cô gọi nó thì cô truyền cho nó cái tên, muốn mở cái file nào thì gọi file đó. Hồi nãy cái mình là SV1, là cái file mà mình hồi nãy mình nhập trước, phải không? Bây giờ cô mở file SV1 nè, tên file là SV1 đó, thì nó là cái đó. À, đây là nhị phân. Ôi, rối rối nhỉ. File SV1 hồi nãy là file văn bản, file SV2 mới nhị phân. Cho nên là chạy nè, SV2 đó thì 6 người đó hen. Còn cái SV.DAT là cô mới làm sao á, SV.DAT mới làm sao, thì nó là cái file nhị phân mà cô làm sao. Ý là muốn mở cái file nào thì gõ cái tên file, truyền tham số đầu vào cho nó thôi. Tương tự cái đọc văn bản cũng vậy, lập trình riết rồi làm kiểu nào vậy đó, như nó lòng vòng vậy đó.